xin chào các bạn. Hello, anh Tân, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo từ kênh Sao Ba TV. Hiện tại thì hai vợ chồng Hải đang có mặt tại chợ phiên Phố Cáo của tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Phố Cáo này thì một trong những cái chợ phiên cũng vô cùng đặc sắc của người Mông, hoa Mông trắng các bạn ạ. Đấy. Ở đây có cả Mông đỏ nữa. Thử đi chợ xem có cái bộ nào mà hợp với em là em sẽ mua. Hay là mặc anh mua cho em rất nhiều bộ mà em có mặc mấy đâu. Kiểu nhiều khi cái bộ quần áo truyền thống của bà con trên này các bạn ạ, nhiều khi là về cũng khó mặc chứ không phải đơn giản đâu. Cái bộ anh mua cho em hôm trước đấy này em không biết mặc. Đúng rồi. Đấy, em mặc cái bộ đơn giản này đấy, như bộ này này. Đây chị ra điện thoại lưng vàng. Đấy. Phía bên này là khu vực đầu chợ các bạn ạ, đang bán hoa quả. Chuối ở trên này là một cái gì đấy rất là xa xỉ nhé anh em nhé. Núi đá trên này không trồng được chuối đúng không? Nên là phải vận chuyển từ dưới xuôi lên. Nên là bà con ở trên này rất là quý. Quý chuối. Đi chợ mua chuối mà về là có quà là bằng chuối là ok luôn đấy. Đây là khu vực bán gà, nhưng mà gà ở đây là gà mà không phải là gà của bà con đâu. Chỗ bán ổi. Ổi này là ổi của bà con dân bản đấy. Ổi này là ổi găng mà, ổi găng thì thơm lắm ấy. Cho lên xe để ấy nhỉ. Tí nữa về mua một ít để lên xe cho nó thơm. Thơm. Bán smartphone. Đây là thung lũng mà ở bình thường ở ngoài là bây giờ nắng khá là to rồi đấy, nhưng mà đây là thung lũng là nắng hơi muộn một chút, nhưng mà thời tiết mùa này trên này là mọi người phải mặc áo rét rồi đấy. Đi dậy sớm rồi mặc áo rét rồi. Bánh bao, bánh bao trời. Cái bánh này là bánh bánh bò. Chào anh. Ok, chào các anh nhá. Xem trong TV à? Bảo là vừa mới nhìn thấy trong TV mà đã thấy ngoài đời rồi. Đúng rồi. Đang chốt cái đơn gì đây? Đây là vải lanh. Đúng không? Theo hoa vào đây á. Đây là vải lanh bắt đầu về người ta mới thêu vào. Thêu hoa về sao là bắt đầu mới nhuộm. Mới nhuộm. Nhuộm xong là may nữa. Nhuộm xong mới thành may thành quần áo. Ơi, như em là người Kinh nhá. Mà bây giờ mà không biết thêu mà lấy anh ấy mà là người Mông ấy thì về anh có thêu cho em không? Mà thế thì nghỉ luôn. Ai lại thêu nhỉ? Ở đây chỉ có người Mông thêu thôi. Con trai họ thì biết mà con, nhưng mà con trai thì nó không uống rượu giỏi hơn thôi nhỉ, nó theo phong tục con trai đúng không, không làm được. Nhưng mà em là con gái cũng biết theo thì có lấy không? Có hẹn đây anh ở đây nhá. Có lấy không? Chào. Đây các bạn ạ, mình đang ở cổng ngoài của chợ phiên đây. Mình sẽ đi vào cổng chợ Phố Cáo. Pip pip. Này anh em, lấy chợ chợ đông. Chợ này là một trong những cái chợ mà nó còn giữ nguyên được cái vẻ hoang sơ từ ngày xưa đấy. Em chào anh. Hello. Chào em. Ở trên này bộ quần áo khác, bộ quần áo ở đây à? Đây. Đây cái bộ mà anh mua tặng em này, giống như này này. Mà chưa mặc lần nào luôn. Thôi đi vào kia kiếm gì ăn tí mới ra mua sau. Đây, bộ này, cái bộ mặc giống này này. Em mua bộ này bao tiền? 300 á? 300.000 á? Anh mua 800. 300 thôi à? Rẻ nhỉ? Mua ở đâu đây? Mua
À. À, rất nhiều những cái bộ quần áo rất là đẹp. Tí bắt đầu đi ra mới quay chia sẻ với các bạn, giờ đói lắm rồi. Xem có món gì ở chợ này mà đặc biệt không? Hôm nay cũng là ngày đầu tuần chuẩn bị vào năm học mới nên là bà con đi chợ rất là đông để sắm đồ quần áo cho các bé đi học. Với lại là vừa chuẩn bị cho Trung Thu nữa. Đấy. Cũng chỉ còn 4 đến 5 ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi. Đây, quay lại bên này em có cái gì không? Đâu anh? Đây. Đây là cơm xôi. Xôi. Xôi ở trên này có hai màu đấy. Xôi này khác, không nhiều màu. Phở. Phở. Vâng, em xem nào. Phở thịt đây này. Đây là phở. Thịt gì đây nhỉ? Thịt lợn à? Thịt hấp dẫn nhờ. Đây là chú trên Sapa. Đúng rồi. Hay xem không cô? Hay xem lắm. Có cả tôm mỡ luôn à. Đấy là tôm mỡ mình dán để ra đấy, ai ăn kiểu dán mỡ cho một canh. Phở tôm mỡ à hay là phở thịt lợn thôi, ăn tôm mỡ ai thích ăn thịt lợn thôi. À, ai ăn thì khuyến mãi à? Ai ăn thì cho, nó ăn không thôi. Đây cho bà khuyến mãi cho con miếng nhá. Con ăn thoải mái thôi. Cô lốc này. Chưa mua cái gì mà đã sơi của bà miếng tôm mỡ rồi. Nhưng mà nghe mà đọc tên đó là biết là người quen rồi mà nhỉ, quen trên TV ấy. Chán chán hết cả mặt rồi. À thế à. Cảm ơn bà nhá. Ở đây mọi người ai cũng kiểu nhìn rất là quen luôn ấy. Khu vực bán rượu, mùi rượu rất là thơm. Ở đây là rượu ngô thơm nhỉ? Bên kia là bán chim. Anh ơi, ở đây còn có những cái bánh này. Đây là chim. Chim. Đấy, khu vực bán chim này. Họa mi các kiểu. Bánh tam giác mạch đúng không? Áo đậu mềm mén. Ở đây chỗ bán áo đậu mềm mén này chỉ bán nguyên áo đậu mềm mén nhé, không có thịt đâu. Đấy. Giờ muốn ăn thịt thì phải di chuyển vào phía trong. Ôi, đây là những cái da thú em ạ. Đấy là của bà thầy ấy đấy, phù thủy đấy. Đừng có léng béng ở đấy. Có tí canh gà không đại ca? Đâu rồi nào? Bao tiền một bát đây? 10.000 bát tí canh á. Khi mình làm bát phở là bát tí canh, là bát tí canh gà. Tí canh gà hay tí canh lợn đấy? Lợn à? Lợn. À lợn thì mình không ăn đâu. Lợn nhiều này thôi. À, là thức canh lợn là 10.000 một bát các bạn. Ở đây là có cái kỹ thuật đánh bằng nước nóng đấy. Bánh thức canh bằng nước sôi luôn. Chú đánh bằng nước sôi à? À, đấy. Đánh bằng nước sôi nhá. Nhiều người cứ nghĩ là đánh thức canh bằng nước sôi là nó sẽ không nó sẽ bị chín tiết nhưng không phải đâu. Không. Ở đây đánh rất là cao siêu. Kiểu là để nguội ấm ấm mà. Đánh sôi luôn, múc nước sôi luôn. Chào Tráng Sĩ nha. Khỏe chứ? Wow, vâng. Anh này nhìn hấp dẫn đấy nhở. Thịt rất là to luôn. Hôm nay mới lên đến à? Vâng. Hôm nay mới lên đến này. Đây là phu nhân à? Đây là phu nhân. Hôm nay coi như là đưa nhau chơi cho
Vâng, đưa nhau đi chơi chợ một tí này, khám phá xem trong chợ này có cái gì. Em đi đã nhá. Vâng, chào các bác nhá. Chào các bạn chồng nhá. Vâng. Xem phim suốt à? Vâng. Hôm nay chuẩn bị đến Trung Thu, cháu bảo là đưa cháu đi chơi Trung Thu đi. À. Đưa sang chợ này luôn. Giờ đi. Thôi mình đi một vòng chợ thì chốt lại là lại ăn phở tóp mỡ đi em ạ. Đấy em thấy cái đấy là ấn tượng ấy. Phở tóp mỡ hôm nay là... Em vừa ăn thử một miếng nó rất là ngậy và thơm nhá. Ừ. Là các bạn là lợn, đây là lợn đen nên là sẽ ngon. Lửa lạc, lửa mỡ ấy, thơm lắm. Mình thì ăn rất được nhiều những cái món ngon ở chợ rồi. Nhưng mà đây là phở tóp mỡ thì đúng là lần đầu tiên đấy. Ăn thử ra. Đấy, phở này. À, chai nó phát ra rồi. Bà ơi, ở đây là thịt gì đây? Đây là thịt lợn thôi cháu ơi. Đây, thái cho ít thịt lợn này. Bây giờ mình chọn miếng để thái được không? Ăn cho thoáng, ăn miếng nào chọn miếng nói. Rồi. Chọn miếng nào chọn ăn thái miếng nói. Yeah, nó phải dắt mỡ này nó mới ngon này. Đấy, thái miếng dây dây ra, thái dây vào. Thêm tiền vào. Thái dây đi. Đấy, thêm tiền tí cũng được. Đây là miếng này đang thái đây. Lấy cân lên mới biết được thì sẽ tính tiền. Đúng rồi, lấy cân đi. Thái không lấy cân. À. Đây là đắt miếng. Chủ tịch đang làm ăn nước chấm. Hôm nay mình không nhìn thấy dạ dày đâu đây. Dạ dày hết rồi. Ngon thế nhỉ. Này. Ngon đấy. Nói mình thái mỏng em. Dày không? Điện thoại dưới kia về. Nè. Nó bảo là thịt hôm nay quá chuẩn. Ôi giời ơi, mất một miếng ra. Ông bà phải cân lên mới biết tính tiền đấy. Cân lên á, tưởng là cho phở. Cho bà phở đấy, nhưng mà bà không cân lên mà biết tính tiền kiểu gì. Cho phở bát 30.000 phải không? Được không? Ok. Ấy. Đây, để mua canh đây. Cho hết thịt đây, tính thêm tiền được. Đây có tấm mỡ đây ạ, thành 50.000 một bát nhá. Cả mọi người ngồi xem rồi. 50.000 bát à? Tấm mỡ tí cháu nhiều thì cho là cho riêng nhiều thịt thứ này là 50.000 một bát. Rồi ok. Rồi, yên tâm đi, không bao giờ bán đắt. À. Yên tâm không bao giờ bán đắt à? Không bán đắt cho rồi. À, bóc ra được. Mình ngồi ở đoạn nào nhỉ? Ngồi đâu ngồi? Đây mình ngồi đây nha. Ở đây làm mà tráng rất cẩn thận, đâm ra là bát phở nó nóng. Ngồi ăn nó mất ngon mà. Đúng rồi. Thế à? Bây giờ bán lên 120 một cân là bớt thì sẽ trang lại cái giấy ấy. Ua. Này, ông bát này. Ông này xem cái cân này á, phải ngồi cả buổi nó không biết gì quá. Dạ. Mình có nói cái gì đâu nhỉ anh em nhỉ? Đấy. Còn bát này nhiều thịt thế mà tiền có 50.000 cả. Trên này bán to này. Trên này là một trong những cái chợ phiên bán rất là rẻ luôn anh em. Rẻ lắm ấy. Mà phở đây là phở tự bà con tự tráng nhá. Mời anh em, vừa nhà. Mời các bác nha. Anh cầm cái này vào. Đây là phở tóp mỡ anh em nhá. Đấy. Tóp mỡ này ăn này không mất tiền.
cái miếng mà lửa lạc lửa mỡ rồi ăn vào cái miếng thịt lạc nó mới thơm. Thôi rồi ăn rồi. Đây anh em thấy không? Cái phở ở đây này. Thì ăn một tí thôi. Nào nó chuẩn bị nát rồi. Phở bà con kiểu tự tráng ấy. Đấy. Tất nhiên là tự tráng này thì nó không có hàn the, mới lại không có chất làm dẻo, làm trắng gì cả. Nha. Đúng rồi. Tăm bơ này ăn nó cũng thơm kìa. Ngon quá. Nhiều anh em cứ bảo ông Hải à, ăn ngay. Ăn cái gì cũng khen ngon nhưng mà đây này, ăn cái gì mà lạc cái mỡ này. Này, cho anh cái này này. Cái món này ngon nè. Rồi đấy. Ngon. Anh ơi, làm gì tóc mỡ đây? Vâng, ăn đây. Anh có ăn được cái này không? Có chứ. À đây nào. Cái này ngon đấy nhỉ? Cho vào phở luôn này. Cho chưa? Cho vào. À, thế à? Cho vào phở nó sẽ bị mềm. Mình phải ăn trực tiếp chấm với mắm ớt này này. Nó mới giòn. Giòn. Kiểu thay ăn quẩy anh em. Bên kia ngon hơn là bên này ngon hơn. Mỗi bên này có một cái ngon riêng nhá. Nhưng mà nói thật ra là bên này không thể đú được với bên kia này. Bên kia này chân giò cả cái, lợn gà cả con, dê cả con, vitamin go go cả con. Nha. Các bạn mấy năm nay dịch là bà con cũng không có tiền mấy. Với lại là bà con không đi làm ở bên Trung Quốc được. Anh nhờ, phải đi Trung Quốc làm mới có tiền anh nhỉ? Vâng. Đấy. Ở nhà không có tiền đâu. Ở nhà thì hơi nghèo. Lần trước anh có đi không? Có chứ. Do được nhà làm nương, không là đấy gì cả. Đúng rồi. Việc nghề làm nương à. Làm bao nhiêu đi anh? Được rồi. Ngon quá. Bảo cô ấy là cho ít phở thôi mà cô ấy quen tay cô ấy cho nhiều phở quá. À nó nở ra. Phở trên này với lại bà con kiểu làm ăn để đi nương đi dẫy, đâm ra là bát phở làm rất nhiều. Hả? Cho ít là các bà dỗi đúng không? Thấy chưa? À ít một khách, ít tí là khách nó không ăn à? Đấy. À. Càng nhiều càng thích. Trên này càng nhiều càng thích à? Có phần loại cũng nhiều, có người nó là thứ nhất là dỗi ngay. Ít nói là sao thì không, ăn đến ăn nữa rồi nhỉ? Nói vô cũng ăn đấy. Chưa trả tiền kìa. Rồi cảm ơn cô nhá. Có gì lại ủng hộ Sapa TV nhá. Phải xem Sapa TV nhiều, Sapa TV. Vâng. Hết chợ về nhà ngồi phát là lại xem luôn.
Đây đi một vòng này này. Đi một vòng quanh chợ này để có chia sẻ với các bác. Ấy à, hải sản. Hải sản tươi sống. Hải sản tươi sống nha. Đấy, bà con vào ăn rất là nhanh, tranh thủ một tí buổi sáng các bạn ạ. Về còn đi làm nương làm rẫy rồi. Ở khu vực này có bán tàu gùi đây này anh này. Hello. Chào bạn. Chào Huynh nhá. Thôi. Đây là gùi các bạn nhé. Gùi là bán bao tiền một chiếc đây? Đang khác bên mình đấy. Đây cái lòng của nó sâu này được 100.000 à? 100.000 một cái này các bạn ạ. Đâu để em để đeo bằng này. Để cháu thử vào xem có vừa không đấy. Cái to 100.000, cái bé 100.000 à? Vâng, như nhau. Hả? Như nhau à? Thế lấy cái to nhất đi. Để lên xe để lát mình để đồ. À, cái này được rồi, em đeo vừa có cái đeo này rồi. Đâu? Đâu? Đây này. Được đấy. Ừ. Nhất của nhất của múa. 102 đấy. 102 à? To lại tăng tiền à? To to hơn một chút thì là 102 anh em nhé. Còn nếu mà nhỏ nhỏ xinh xinh thì là 100. Đây anh xem anh mua được cái gì nào để em gửi đi luôn. À. Đây bây giờ là mua được cái gì là sẽ cho lên gùi luôn. Cái này là cái móng gì đây? Móng con gì đây anh? Khỉ à? À. Ê già già. Đây này, áo tràm đây này. Rất nhiều áo tràm luôn. Lên mũ nhá. À. Cái mũ này mấy chục? Hả? Cái mũ này bao tiền? 250 thôi, bán rẻ. Ồ, 250 thì không phải rồi. Sao không phải? Cái này rẻ nhất thôi. Cái này mấy chục đây? Xài mấy chục. Sao vừa được. Hả? Có cái to không? Cái áo to hơn. Có cái to không? Này, to cái này. Hả? Ôi, mũ to không? Mũ to không có rồi. Cái này đùi, cái này thoải mái mà. Sao không biết đùi à này? Đùi kiểu gì? Cái này thoải mái chứ. Ôi, cái này đi nó rơi luôn nè. Đầu to quá. Ê, lên một cái áo đi. Áo này mấy chục đây? Cái này? Ừ. Cái này 400 một cái thôi. Mấy? 400. Ồ, hôm qua mình vừa mua. Cái này rẻ nhất mà. Cái này 1.8 cái này. Cái này đắt hơn. Sao lại đắt hơn? Ừ, cái này là bài tốt chứ. Ồ, cái này á. Ô cái này mình mà mặc. Mình mà mặc là tí. Cái này ô mình mặc cái này nó phai ra đấy không mình. Phải. Mình mua một lần rồi. Không. Ở nhà anh còn mấy bộ ấy. Ờ. Đâu cái nào cái kia thế nào? Sao cái này lại đắt hơn? Cái này mấy chục. Không phải mấy chục luôn. Mấy chục mấy. Hả? Đâu lấy cái to đi, cái này bé làm sao vừa được? Cái này 8 một phần, cái này bé. Bé rồi. Bé. Đây mà không vừa mà. Đây này. Ôi dồi ôi. Bé đâu. Bé to nhiệt chứ sao không bé. Cái này đẹp hơn cái kia đây. Dạ. Này lấy to to cái này đây. Mà cái này to nhất. Nhưng mà cái cốc hơi khó đúng không? Cái này nó 400 mấy thôi mà. Cái này 1.500 một cái. Với 1.500 á. Ô cái này đợt trước mình mua có 600 thôi. Cái loại này thôi. Ừ, mỗi lúc bán cái này. Không lừa được mình đâu, mình là người ở đây đấy. Thay ba lưỡi này, không phải rồi. Không, này, mà kiểu bảo không phai đâu mà nó phai hết ra tay rồi nhỉ. Không phai đâu, cái này thật đấy. Cái này, mà lấy cái loại này đi, lấy loại to đi. Hả? Loại này có số to hơn không? Ăn là ít đi anh em ạ. Không kiếm à. Không lục kiếm. Không cài vừa cái nào. Không cài vừa được. Không ních vừa. Cái số này là to nhất rồi à bà? Ừ, cái này to nhất rồi. Đấy còn không cài. Này 80 là to nhất à? Ừ, 80 to nhất. Cái này là 82. Nè, cái này 82, cái này to nhất thôi. Không. Mà chất đấy lại xấu hơn. Cái này xấu lắm. Xấu thì tiện dèm đi chứ.
Không, mình có... Thì lấy cái này là chứ. Một kiểu giấy thôi. Thế lấy cái to đi. Nhưng mà không có cái vừa. Mặc cái này. Bà nhìn cái này đâu ấy? À, số của bà là nhìn đâu đấy, cho xem nào. Không xấu đâu, cái này một cái một kiểu giấy. Không phải xấu mà ý là bà đang nhìn số ở đâu. Bằng nhau. Không phải đâu, cái này nó to. Cái này là vải chính cống, phải ra công thôi. Hả? Vải chính cống, phải ra công. Vải chính cống là như nào? Ừ. Ui, cái này còn bé hơn cái kia. Mẹ có chết mẹ đây nè. Mẹ có chết mẹ. Vẽ, vẽ cái gì vẽ. Nào. Ngoài cái mũ lồi đấy ra bà không có cái mũ nào nữa à? Của người Mông nữa à? Mà người ta theo xanh xanh ở đằng trước ấy. Này, không vừa rồi, vai không vừa. Rất muốn mua ủng hộ bà con nhưng mà rất tiếc. Cái bên kia thì lại sập mã nào. Mà cái này nó nhuộm hết vào tay rồi. Không nhuộm đâu, nhuộm cái này xanh xanh nó nhuộm tí. Cái này nó không nhuộm đâu, cái này thoải mái. Cái này chỉ bán một ngày đấy. Cái này đem bao nhiêu đâu. Tôi nghĩ là bán cả ngày mà tay không đen bao nhiêu đây này. Giơ hai tay lên. Giơ hai tay lên. Tay này nữa. Đây, đấy, bà bảo không đen bao lâu đâu, bao nhiêu đâu. Anh cài bị lệch cúc rồi. Biết rồi nhưng không vừa. Vai khó chịu. Rộng hơn một tí nữa. To hơn không? Cái này. Cái này to 2 phân. Cái này là 72. Cái này 82. Cái này 80 thôi. Cái này 82 gì? Cái này 82. Cái này to nhất. Cái này cho người ngoại cỡ à? Nhưng mà nói chung cơ bản ở đây cái vai nó cũng không. Nó không được đẹp bằng cái vai. Có quần không? Có quần không? Ồ, chứ sao không có nè. Hai cái áo, một cái quần. Quần có may to quá. Ồ, quần này ống rộng giống cả ngày xưa rồi. Cái này mặc nó hay bị lủng lẳng lắm. Không có thắt lưng à? Có chứ sao không? Thắt lưng kiểu gì? Hay không biết mà. Không. Ôi. Mà như thế này thì gấp đi cái này thôi nè. Lấy cái dây buộc cái này đấy. À. À, mà cái này lấy cái dây buộc cái này à? Ừ, lấy cái dây này. À. Ờ, chào em. Ngủ đi. Thế là không có bà kia không có cái to à? Xịn to à? Cái này rộng ở cái vai quá, rúm thừa nhiều quá. Anh như là 80 đấy thì vừa, anh lại bảo chặt à? Chặt. To nhất các. Đẹp chưa? Nhớ chó thì mẹ. Hãy cài vào, cài vào. Đẹp phải được. Mấy cô này cứ bột kín như này vẫn thỏ được nhờ. Dạ, gà nhỏ trên nè. Để cho chồng cả là. Hả? Thì chồng cả mà phải lên nè. Tí về đảm bảo sân tay này đen hết. Ok. Thế mặc luôn chưa? À, anh tí nữa à? Cái dê kìa có chiếc không? Đấy chưa? Hả? À, không có cái loại xịn mà nó ấy à? Nó không phai à? Cái này phai lắm. Cái này phai lắm. Hả? Mua cho tóc thù tí là. Các bạn có lên nào? Hả? Thử 8 cái áo mà vẫn chưa vừa. Ưng. Chật. Bởi vì là sở dĩ là khung vai của các bác ở trên này là nhỏ. Khung vai của anh là to. Đấy, nếu mà mặc chật thì cũng bị vặn vai, mà mặc rộng cũng bị vặn vai. Này, vặn vai này, chật chật. Đấy, phải ra tận nơi chỉnh đấy.
Khách chén mà ăn à, xem nào, xem thằng tôi. Ơi. Này, xong rồi. To nhất mà. Nà. Nè, thoải mái chứ. Nè, lấy cả quần hết. Nè. Thoải mái. Anh thử xỏ lồng to nó. Nó có bị đen nào quần không? Không đen đâu, cái này nó không đen đâu, nó không phai nghe mà. Thoải mái. Đen cái này đó. Cái này thoải mái đấy. Cái này nó đen đấy. Cái này nó không đen. Bao tiền bộ này? Bộ đấy. 2 triệu muốt. Bà này bán hàng rắn lắm anh em ạ. Đấy nhìn quả kia, nhìn quả răng à. Đây nha. Bán hàng đắt sao mà nhe răng như thế nào? Đây này. Đấy anh em thấy không? Bán được răng vàng rồi. Cô, sao cô không làm luôn hàm trên mà chỉ làm mỗi hàm dưới? Bây giờ về giặt nó có phai không? Cái này không phai đâu. Phai cái nào? Cái này nó xay. Cái này xay nó phai. Cái này nó không phai đâu. Còn đen này nữa. Thế bây giờ về giặt luôn không? Phải giặt qua. À, không được giặt xà phòng à? Giặt dạ, chứ, giặt xà phòng cũng được mà. Giặt xà phòng được cái gì? Điều. Ok, tí về giặt luôn. Đấy là phải dạy mình. À đây, cái này này buộc quần đây à? Cái này buộc quần đây làm gì? Đeo cái này này. Bán quần áo rất là lãi luôn. Lãi ạ. Không có mũ to nhỉ? Không có đâu. À, đi kiếm cái mũ to này. Em có mua váy không? Em bầm vào bộ váy ở trên này nhìn nó đơn giản nhỉ. Đây là bộ tìm kiếm nha em này, mặc đẹp này. Ờ đấy em mặc bộ này này. Đâu mặc bộ này mặc khó không em? Bộ này bao tiền em? Cái này 400 một bộ á? Đâu để cho chị mặc xem vừa bộ nào không? Ở đây em có chỗ thay không? Thử không? Đấy, được hai người đẹp mặc cho. Cái hai bé này lấy chồng chưa? Lấy hết rồi ạ. Lấy hết rồi á? Anh em bao tuổi rồi mà đã lấy chồng sớm ấy? 21 à? Cái bé này bao nhiêu? Dạ, em 24. Bé kia 21. Em là người Mông gì? Mông trắng. Mông trắng à? Vậy anh có biết buộc cho em không? Mỗi lần mặc ấy. Chịu, tự buộc thôi. Anh phải nhìn chứ. Đây này, đang quay phim lại rồi, tí nào về mở xem phim ra. Hôm nay thì có nhưng mà bán hết rồi. Bán hết rồi á? Khi mua này mà không có cái đấy thì làm sao mà giống được? Không giống. Thế bán luôn, bán luôn. Như thế này nó rẻ, 100. Thế thế à? Vâng, còn cái đắt kia nó hơn 10 củ. Hơn 10 củ, cái ấy là mình chỉ đeo như này thôi. Cái này là chỉ đeo chơi. Đeo chơi, đỡ chấn lột. Hơn 10 củ. Còn cái thật kia thì nó 10 củ. À, 10 củ là bao tiền em? 10, có cái thì 10 triệu, có cái thì 14 triệu. À. Nó tùy theo cân nặng của cái bằng. Được. Quá đẹp. Rồi, quất luôn. Xinh hơn mọi em rồi. Không, quay, quay. Rồi, ok. Rồi. Ok. Buộc con gài ấy vắt con gài vào đấy. Cái đuôi thì vắt lên. Mỗi lần mặc bộ này là phải nhờ đến chồng chị, cùng mình chị. Rồi ok, bao tiền em, tổng thiệt hại? Lấy cả vòng mà. Cả vòng 150. Với lại thân 300. Là 700 tất cả. Cái đằng sau này được không? Đây là cái đằng sau này đẹp không? Đẹp mà. Phải có cái đằng sau này. 700 đúng không? Cái đằng sau 80.000. Đây cái này có cái gì cắt đây này? À, có cái váy. Cái váy thì cái váy này không biết là bao nhiêu. Cái váy là cái chị kia. À, cứ hỏi chị kia đi. Ừ. Em phải có em đang thành sinh nhỉ? Chẳng biết tin đâu. Chị đấy.
Đấy, em bán mà em không bán váy à? Dạ, váy em không có anh ạ. Đẹp không ạ, à, bà ơi, có đẹp không? Giống. Hả? Giống cao. Giống người Mông không? Ừ. Giống cao không? Ừ, giống màu giống cao. À. Những người nhà bé giống Mông. À. Cái bà đang bảo là kiểu đẹp quá đây. Tổng thiệt hại bao nhiêu em? 1.080.000 à? Ok. À, mới đầu anh em hỏi thì có 400 nhưng mà để đủ phụ kiện. À, thì là 400 nhưng mà lên đồ, lên phụ kiện này, đủ bộ thì nó lại khác. Chào các bà nha. Đúng rồi. Quá giống. Quá giống đồng bào. Đằng này là những gian hàng bán quần áo hết luôn các bạn nhé. Theo anh tất cả các chợ ở trên cả nước luôn. Mỗi một chợ anh phải mua tặng em một cái bộ này. Ờ. À, đấy, ok. Qua đi nữa. Ơ ơ con nhỏ đây. Ủa mà dám đi dọc dưới này xem mỡ gì để mua. Khu vực dưới này là chợ. Ôi ổi ở đây sao mà nhiều thế nhỉ? Châu bò lợn gà. Anh mua ít ổi đi để lên xe cho nó thơm. Tí nữa. Mà đặc biệt này mua cái váy này rất là hay. Cái váy này em thích nhất là bởi vì là em không thể mặc được một mình, mà anh là phải là người mặc cho em, buộc em. Em bỏ cái túi này ra kia, đấy nó mới giống không vào. Lên đây là anh hả? À, chào anh nhá. Mới lên đây. Nào, vòng tay này. Vòng này bao tiền trước đây? Bao tiền trước vòng này? À. Má cho cháu thử cái được không? Được ạ. Đâu cho cháu thử. Má thấy cháu mặc bộ này đẹp không? Ủa, chứ. Ta nhìn đâu mà biết đẹp. Giờ đều không thấy mơ rồi. Vòng tay này. Giờ nó đi nó. Nhưng mà nó bằng đồng à? Vâng. Về tắm phải bỏ ra không? Ủa, bỏ ra cũng được mà. Còn nếu mà không bỏ ra thì nó có bị gì đen xì không? Không bỏ ra chắc chắn là nó sẽ gì mà. Ok, quyết đi. Ok. Lấy một cái. Quyết đi, anh trả tiền cho em nha. Gì có nghìn nào mà trả. Đây, anh đeo lên. Bao tiền này em? 100... 200 ạ. Ờ, vừa bảo 150 bây giờ lại lên giá à? Lên giá là 150 là bé này đó. 150 là bé này. Ồ, thế này là không tốt rồi. Mình vừa bảo là 150 thôi, bây giờ 150 có bán không? 150 không bán. Ờ, thế thôi giả 200. Lườn, lườn lắm. 150 xong, đeo tay xong 200 luôn nhỉ? Ừ, chung là. Đây là khu vực chợ lợn các bạn, nhưng mà hôm nay có vẻ hơi mình ra là hơi muộn, đâm ra là hết rồi. Đây này các chú này đầu xinh xinh đội với mũ luôn nhỉ? Ờ, nhưng mà người ta là đầu người ta nhỏ mà đầu mình to không có sai. Tí nữa đi tìm một cái gì được, đi đi kiếm cái mũ đi. Kiếm mũ. Chủ tịch đang ra mùa chụp nhãn. Ôi, nhãn bán thế nào đây? Bộ váy này đâu ấy?
chị tự may. Thường mà mua vải về tự may đắt không? Không. Mình mua vải về may nó... Này chị đoán được cái bộ váy này em vừa mua hết bao tiền không? Bao tiền? Tổng hết cả vòng này, cả khăn giống chị này, giống mình này, cả đuôi đằng sau này. 1.080.000. Đúng à? Bởi vì là mình mua vải về may thì nó sẽ... Sao chị không mua cái kiềng kiềng này giống của em đeo nhìn cho nó sang? Có mà. Đâu, có mà luôn. Có nhưng mà còn kiềng xịn, em là kiềng pha ke. Bán cho túi vải đi em. Dạ vâng. Em có gần đây không? Em ở đây phó bảng. À phó bảng à? Cái nhãn này bao tiền đấy chị? 2 cân 35 nghìn. Ơ nhãn này là ở bản mình đây luôn à? Nhà chị ở xa đây không? Phó bảng. Phó bảng bây giờ chợ phiên còn mở cửa không? Nhưng mà bây giờ không có Trung Quốc thì vắng nhỉ? Nhưng mà có đông không em? Có, cũng đông rồi. Nhưng mà chợ đấy tan sớm lắm. Phó bảng họ vào thứ mấy? Ngày kia. À ngày kia à? Ngày mai là chợ ở đâu em? Mai là chợ Sà Phìn. Mai chợ Sà Phìn ngay chỗ nhà Vương nhé. À ok, anh cảm ơn nhé. Chào hai chị nha. Rồi lấy cho anh túi vải đi. À nhãn đi, nhầm. Đấy, sướng nhá. Đi được bộ váy đi. Cứ tủm tỉm cười suốt từ nãy giờ. Bộ váy nhưng mà chưa được tay gương. Chung là bộ váy đẹp mà. Tí nữa mình lên quả đồ đấy. À quả đồ của mình mới khét gì á. Nhưng mà anh lại chỉ có mũ, thiếu mất một cái mũ. Ờ, giờ đi kiếm cái mũ đâu. Vì là cái đầu của mình nó to. Thôi bây giờ phải đi kiếm cái mũ đã. Sau đây có lẽ Hải xin phép kết thúc video tại đây nhé. Chào các bạn, hẹn tất cả các bạn vào phiên chợ kế tiếp nhé. Bye bye.